Chào mừng các bạn đã quay trở lại với hôm nay ăn gì. Các bạn thân mến, ngày hôm nay bọn mình sẽ dẫn các bạn đến một địa điểm gọi là cũng nhiều người ăn uống, nhiều người biết đến, đó là ở ngõ Hồng Mai. Và ngày hôm nay bọn mình sẽ giới thiệu cho các bạn một món bánh cũng rất quen thuộc với người dân Việt Nam, đó chính là bánh lạc chơi. À nhầm, bánh chơi lạc. Ew. Kinh thế. Vừa nói phát là bị hích luôn. Sợ thế. Đấy, trời phạt đấy. Bây giờ mà cứ mà ai nói đến cái từ đấy là kiểu gì cũng bị biến thành như thế. Sợ lắm. Nên là hôm nay đi ăn món này ấy là phải tuyệt đối cẩn thận. Các bạn thân mến, hôm nay ăn gì sẽ đưa các bạn đi ăn món này. Chẳng cần nói thêm. Với chiếc bánh trôi trắng tròn đen đen. Nem vừa trắng lại vừa tròn. Và có vừng đen và có lạc có lạc. Và đây là một bát bánh trôi không lạc. Có phải là bát nào cũng có một cái miếng dài với cả hai miếng tròn đúng không? Yeah. Ừ nhỉ. Ừ đây là một hai miếng tròn, hai miếng tròn. Ờ sao chị miếng dài miếng tròn nó khác nhau nhỉ? Ăn thử biết. Chắc là tùy kích thước miệng của từng người. Các bạn có biết không, bánh trôi là một món ăn đã xuất hiện từ rất lâu trong văn hóa người Việt Nam. Bánh trôi đã đi vào thơ của nữ thi sĩ Hồ Xuân Hương với những đoạn thơ như là: thân em vừa trắng lại vừa tròn, bầy nổi ba chìm với nước non, rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn, mà em vẫn giữ tấm lòng thon. Lòng thon. Thấy tấm lòng thon chưa? Các em biết không, chúng ta có câu là thứ mà bạn nhìn thấy chỉ là phần nổi của tảng bánh trôi thôi, còn 7 phần còn lại là những thứ mà người ta không thể nhìn thấy được, là phần chìm. Cho nên là người ta không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Tức là nhìn bánh trôi như thế này, tròn như thế này. Rắc thêm lạc đi, cho lạc nó rơi đi. Đúng rồi, phải rắc thêm lạc ấy thì mới lạc trôi. Vừa bị trời phạt đấy. À, bị trời phạt. Phạm Huy đấy. Cô nhập. Từ đấy. Tùng nhập. Bị cô nhập. Cô nhập thế nào mà lại ra cả Thanh Hằng quảng cáo clear. Tự tin đội mũ đạt chuẩn không ngại go. Em thấy bánh trôi tàu này nó bên nổi bật đến vị gừng nhỉ? Ừ. À, nước gừng. Nước gừng. Nó nước gừng, đường, gừng đen. Bánh trôi thì êm mềm. Và bởi vì đúng là có lạc nữa thì nên là ăn nó rất ngon. Và rất trôi. Thủy chứ. Mà bánh trôi này em thấy nó cũng khá là lạ. Nó khác với bánh trôi mà mình hay ăn bình thường cái đợt Tết Hàn Thực. Khác với bánh trôi bánh chay truyền thống của Việt Nam thì là cái này có vùng đen này, nước gừng này, nó loãng hơn so với cả bánh chay của mình nữa này. Nhân vùng đen cũng lạ mà, nhân vùng đen bên trong còn có cả dừa nữa. Mà em thấy nó không bị ngọt lắm. Mùa đông lạnh thì em thấy cũng có rất nhiều người thích ăn cái món như thế này, vì nó có gừng, nó cũng ấm mà mức giá nó cũng vừa phải. Một bát có 3 viên, 2 viên tròn, 1 viên dài thì là có giá từ 10 đến 15 nghìn. Bao gồm cả bánh trôi này, vừng đen này, lạc này, dừa này, nước gừng này. Và đây bên cạnh bánh trôi thì cũng có rất nhiều loại chè. Thế nên là các bạn có thể đến đây bất kể là mùa đông, mùa hè đều ăn cũng được. Rất nhiều món để các bạn lựa chọn. Và nếu như mà các bạn muốn ăn thử món bánh trôi tàu và các loại chè ở đây thì các bạn hãy nhớ đến ngõ 159 Hồng Mai để ăn thử món chè lạc trôi này nhá. Chị ơi, trôi chậm thôi. Từ từ rồi cũng sẽ giải quyết mà. Làn sương khói vội ai đưa bước ai xa rồi. Đơn côi mình ta vẫn vương. Đôi ước trong mây say chiều mưa buồn. Và ngày hôm nay mình sẽ giới
giới thiệu cho các bạn một món bánh cũng rất quen thuộc với người dân Việt Nam, đó chính là bánh lạc trôi. Đỉnh rồi, mặc đồ mặc đồ. Rồi, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Mẹ ngọt lắm chứ. Hai chúng ta không cơm bằng của bố cả ngày rồi. Không ngon. Tín Hồng Mai để ăn thử món chè lạc trôi này nhá. Ôi, trông như là trông như kiểu eo xa. Xe lại. Thôi mình vào trong đi. Ừ, mình chui hẳn vào trong.